Ping pong. Bebe tin. Mình là T-Rex. Mình thật nhút nhát. Khi mọi thứ thân là đáng sợ. Ôi tiếng xót xoạt và cả tiếng gió. Một cái bóng quái dị và khổng lồ. Mình là T-Rex. Mình thật nhút nhát. Khi mọi thứ thân là đáng sợ. Đến một ngày mình sẽ cao lên rất nhiều. Liệu có thể trở thành vua khủng long? Hey! Khủng long T-Rex còn nhút nhát. Hai mẹ con khủng long T-Rex đang ra ngoài để đi săn cùng nhau. Nhưng trông khủng long con có vẻ rất sợ hãi. Nào! Mẹ ơi, con không làm được đâu. Làm sao với hàm răng nhỏ bé này con có thể cắn một con khủng long to hơn mình chứ? Con sợ quá. Con làm được mà. Hãy thử nào. Gì thế này? Chỉ là một bé khủng long con. Thôi, mình hãy đi tìm cỏ ăn thêm nào. Ôi trời. Khủng long T-Rex con sợ rất nhiều thứ. Kể cả những thứ nhỏ nhặt cũng làm bạn ấy giật mình. Mẹ khủng long vẫn nhớ có lần. Mẹ ơi, cứu con! Có một con khủng long to đang muốn tấn công con kìa. Chỉ là những người bạn khủng long Mosasaurus thôi mà con. Là một con khủng long rất rất to kìa. Đó là khủng long Abatosaurus. Bạn ấy rất to lớn nhưng mà lại rất hiền lành và chỉ ăn cỏ thôi. Mẹ ơi, khủng long đáng sợ đang bay lượn trên kia kìa. Lỡ như chúng thổi bay mình bằng một cú quạt cánh thì sao? Đó là Pteranodon, là thằng lằn bay đó con. T-Rex là vua của loài khủng long mà. Mình phải giúp cho khủng long con can đảm hơn mới được. Con yêu à, con không thể quanh quẩn bên mẹ mãi được. Con là một loài khủng long ăn thịt mạnh mẽ. Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của con đi nào. Con không được đâu. Con không thể tự làm mọi thứ được đâu. Con sẽ biết cách làm tốt thôi. Con là T-Rex, là vua của loài khủng long mà. Khủng long mẹ để cho khủng long con đi thật xa. Chắc ở bãi biển sẽ không có ai đâu nhỉ. Cái gì kia? Chạy nhanh thôi. Hả? Mình chạy xa đến vậy sao? Hả? Mình chạy cũng khá nhanh đó chứ. Hay do hai chân sau của mình khỏe? Để mình chạy thử lại xem nào. Là khủng long T-Rex. Mọi người chạy mau đi. Hả? Họ sợ mình sao? Khủng long con lấy hết can đảm để leo lên ngọn núi đá treo leo. Hả? Họ nói mình đáng sợ sao? Mình nghĩ tiếng gầm của mình cũng to đó. Mình có vẻ thật sự mạnh mẽ. Nhưng mà mình bắt đầu thấy đói rồi. Hay quá. Giỏi quá đi. Hả? Mình nên thử đi săn thôi.
quá, khủng long con bắt đầu mạnh mẽ hơn rồi. Khủng long con T-Rex dũng cảm. Rồi mai, khủng long con sẽ trở thành một kẻ săn mồi tuyệt vời. Thăng lăng khổng lồ Tyrannosaurus Rex. Khủng long cổ dài Brachiosaurus. Khủng long tí hon Musarus. Khủng long ăn cỏ khổng lồ Abatosaurus. Chiếc mỏ dài Pteranodon. Ai là vua của loài khủng long đây? Ta, Spinosaurus. Ta, Tyrannosaurus. Bộ hàm thật to, lưng có gai. Và Spinosaurus gầm vang nè. Ngươi vừa nói gì? Răng sắc nghiêng, hàm khỏe. Tyrannosaurus gầm vang nè. Vẫn chưa xong đâu nha. Spinosaurus đại chiến Tyrannosaurus Rex. Ta là Tyrannosaurus Rex đây, kẻ săn mồi số một thế giới. Răng của ta rất lợi hại đó nha. Hôm nay ta sẽ ăn gì đây? Trong lúc đang tìm thức ăn thì Pteranodon xuất hiện trước mặt T-Rex. Số một thế giới sao? Chúng tôi vừa nghe Spinosaurus nói bạn ấy mới là kẻ săn mồi giỏi nhất mà. Cái gì? Spinosaurus hả? Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Bạn ấy đi săn rất giỏi, đã săn được một mẻ cá rất to. Không thể nào, ta phải tự mình đi xem mới được. Là tôi đây, Spinosaurus. Tất cả là việc dễ như ăn bánh vậy. Một nè, hai nè, ba nè. Đây đúng là tên mà Pteranodon đã nói tới. Này tên kia, người có phải là Spinosaurus giỏi săn bắt không? Ta vừa được nghe danh người. Đúng. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta? Ta là vua khủng long đây. Ha 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 ha. Vua khủng long? Ngươi nghĩ bắt được nhiều cá như vậy là có thể trở thành vua khủng long sao? Ha 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 ha. Ta mới là vua khủng long thứ thiệt đây, Tyrannosaurus Rex. Hả? Được thôi, cùng thi tài xem ai giỏi hơn nào. Ai bắt được nhiều cá hơn sẽ trở thành vua khủng long thực sự. Ha, quá đơn giản. Yeah. Sao mình không bắt được gì hết? Thử lại xem nào. Cứu ta. Lại đây. Người thấy chưa? Ta mới là vua khủng long vĩ đại nhất đây. Không, cái này không tính. Người thường đi săn dưới nước rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta bắt cá. Hãy đấu lại một trận nữa ở trong khu rừng kia. Nếu người thắng, ta sẽ nhận thất bại. Ha ha, người sẽ không thắng được ta đâu. Ai là người chạy tới chỗ cái cây lớn kia trước sẽ chiến thắng. Rõ chưa? Chả có gì khó khăn. Ta sẽ tới đó trước, ngươi chờ xem. Khi nào ta nói chạy, ta sẽ bắt đầu chạy nha. Sẵn sàng, chạy. Sao ngươi chạy nhanh vậy hả? Người thấy chân sạo của ta có khỏe không? Việc này chả là gì. Ta thắng rồi. Không thể nào. Ta đã thắng trong trận bắt cá rồi. Ta mới chính là vua.
hả? Ngươi chạy chậm hơn ta mà. Ngươi vật vã ở dưới nước với đội tàn hắn ngủng kìa. Ta là vua. Không, ta mới là người chiến thắng nè. Ta mới đúng. Ta là vua. Được rồi, ai chạy tới chỗ của Terranodon trước sẽ giành chiến thắng. Ngươi thấy sao nào? Dễ ợt. Bắt đầu nào. Ta sẽ bắt được ngươi. Đừng hòng, ta sẽ tới đó trước. Thế nhưng các ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao? Đừng có mơ. Ôi không, có chuyện gì vậy? Hãy chịu thua đi. Ta chính là vua khủng long. Không, ta mới đúng. Người đúng là ngoan cố. Được thôi, hãy đấu lại nào. Người nghĩ ta sợ sao? Ta là vua. Thật là bó tay. Ôi không, đến khi nào cuộc chiến giành danh hiệu vua khủng long mới kết thúc đây? Thằng lằn khổng lồ Tyrannosaurus Rex, thợ săn cá Spinosaurus, chiếc mỏ dài Pteranodon. Ồ không, tôi đã lạc mất tô trứng. Ở đâu rồi, ở đâu rồi? Quả trứng bé xíu giờ đang nơi đâu? Con của tôi, con ở đâu mất rồi? Thì ra tô trứng đang ở nơi đây. Có ăn trộm, có ăn trộm, có ăn trộm. Nào hãy tránh xa tô trứng của tôi. Tôi không phải kẻ trộm trứng mà. Oviraptor, kẻ trộm trứng. Mình nhớ mình để trứng ở đây mà. Ngay đối diện cái cây cao này. Ở đâu rồi nhỉ? Có đây không? Hay ở kia? Khủng long Protoceratops mẹ đang đi tìm tổ của cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa tìm thấy. Ôi, hoa đẹp quá. Con của mình cũng xinh đẹp như vậy. Chắc là cũng đang ở gần những bông hoa này. Xem nào. Hả? Ôi, không. Tránh ra mau. Cô đang làm gì ở đây? Cô đang định lấy trộm trứng của tôi hả? Cái gì cơ? Đây là tổ của tôi mà. Có thể cô ấy không phải là ăn trộm. Không, chắc chắn là trộm. Cứu tôi với. Có kẻ trộm trứng ở đây. Khi nghe khủng long Protoceratops kêu lên, tất cả khủng long lần lượt kéo đến. Có chuyện gì vậy? Ôi không, tên trộm này nè, cô ta định trộm trứng của tôi trong lúc tôi đang đi tìm nước uống đó. Cô thật sự là kẻ trộm trứng sao? Wow, cô chắc chắn là kẻ trộm trứng rồi. Không phải như vậy đâu. Làm ơn, nghe tôi nói đã. Tại sao chúng tôi phải nghe cô chứ? Cô đúng là kẻ trộm trứng rồi. Không phải đâu. Đây là trứng của tôi mà. Thật không tin nổi. Giờ cô còn nói đây là trứng của cô hả? Ngay lúc đó, Troodon xuất hiện. Loài Troodon được biết đến là loài khủng long thông minh nhất. Có chuyện gì ồn ào vậy? Tôi bắt quả tang cô ta trộm trứng của tôi vậy mà giờ cô ta nói đây là trứng của cô ta. Không đúng đâu. Cô ta đột nhiên xuất hiện rồi gọi tôi là kẻ trộm mà.
trong trường hợp này, ta cần suy nghĩ. Để xem nào. À, tôi có ý này. Ở đây có 10 quả trứng, vậy ta chia mỗi người 5 quả nha. Hả? Bình tĩnh, tôi sẽ chia công bằng cho hai cô. Ôi không, không được. Trứng có thể bị bể nếu như ông làm như vậy đó. Ta nên làm gì đây? Bởi vì ta có 10 quả trứng và hai người mẹ, cách này là tốt nhất rồi. Vậy các cô còn ý nào hay hơn không? Thôi, cứ lấy đi. Tất nhiên, vì đâu phải trứng của cô đâu. Đúng rồi, đúng rồi, phải trứng của cô ấy đâu. Tôi hiểu rồi. Bởi vì cô biết lo cho sự an toàn của những quả trứng, nên cô chắc chắn là mẹ của chúng. Vậy, còn tôi thì sao? Tôi cũng là mẹ mà. Tôi cũng sợ con của mình bị đau vậy. Nhưng cô không thể hiện sự quả quyết bảo vệ trứng như vậy. Thôi thì hãy để thời gian giải quyết nha. Và ngay thời điểm đó, những quả trứng bắt đầu nở ra. Trời ơi, nhìn là con của cô ấy rồi. Đúng không phải em chờ? Thấy không? Mọi người còn nghĩ tôi là cái trộm trứng nữa không? Chúng rất giống tôi, vì chúng là con của tôi mà. Tôi xin lỗi. Vậy còn trứng của tôi đâu? Mọi người đây rồi. Mẹ khủng long Rhodoceratops đâu rồi? Hả? Cô làm gì ở đây vậy? Trứng của cô nở ra rồi kìa, ở dưới gốc cây bạch quả. Nhanh nào. Hả? Cây bạch quả? Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Ôi con ơi, mẹ yêu các con nhiều lắm. Đúng vậy, Oviraptor không phải kẻ trộm trứng, cô ấy là một người mẹ. Những bé khủng long Protoceratops cũng sẽ sớm gặp được mẹ thôi. Trông giống như tê giác Protoceratops, khủng long đầu chim Oviraptor, khủng long thông thái Trudon, nhỏ và nhanh Hypsilophodon, có chiếc đầu to Pachycephalosaurus. Mình là loài khủng long đáng sợ nhất nè, là mình đây, Allosaurus. Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy mình. Mình tới đây, Allosaurus đây. Mình là loài khủng long khỏe mạnh nhất nè, là mình đây, Allosaurus. Mặc dù mình nhỏ bé nhưng sẽ có ngày trở thành một thợ săn rất hay, rất tài. Mình là khủng long Allosaurus. Trong khu rừng của loài khủng long Allosaurus, các bạn nhỏ khủng long đang tập hợp lại. Có chuyện gì đây? Mẹ mình dặn đừng bao giờ ra khỏi khu rừng, bởi vì ngoài kia có rất nhiều khủng long đáng sợ. Thôi nào, loài Allosaurus chúng ta là đáng sợ nhất trên thế giới rồi còn gì. Không đâu, mình nghe nói có nhiều loài còn mạnh hơn đó. Không đâu. Nếu mà ngoài kia có khủng long nào mạnh hơn thì mình sẽ vào và tiêu diệt chúng ngay. Vậy sợ gì mà không đi chứ? Mình không đi đâu. Mình cũng không muốn đâu. Mấy bạn nhát gan quá. Được rồi, mình sẽ đi một mình. Phải làm gì đây? Mình nghĩ bạn ấy đi thật kìa. Có nên ngăn bạn ấy lại không? Bạn nhỏ Allosaurus đi ra khỏi khu rừng và gặp Spinosaurus ở bờ biển. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại đây. Ngươi là ai? Ta là Spinosaurus. Ta đang bắt cá, nên nhỏ tiếng lại chút đi.
Mình sẽ cho hắn ta thấy mình bắt cá giỏi như thế nào. Nhìn cho kỹ nè, đây mới là cách bắt cá. Cứu với! Ngươi còn không biết bắt cá là gì nữa? Ngươi định cho ta coi cái gì? Đây mới là cách bắt cá nè. Giờ thì có muốn xuống nước lại không hả? Thôi, không khác. Lần sau nha. Ôi, mình bắt đầu thấy đói rồi. Phải ăn cái gì mới được? Allosaurus đang rất đói bụng. Bạn ấy đi loanh quanh và thấy Carcharodontosaurus đang đi săn. Mình sẽ lấy thức ăn của hắn ta. Ta đói rồi, đưa thịt cho ta mau. Ta sẽ cắn cổ ngươi nếu không đưa cho ta đó. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại. Ta đói rồi, đưa thức ăn ra đây. Thằng nhóc này chả đáng sợ gì hết. Ngươi không hiểu ta đang nói gì sao? Ngươi coi chừng ta đó. Nhìn mấy cái răng đó kìa. Lần này ta chỉ cảnh cáo nhóc thôi đó. Biến đi. Vâng ạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Mình không thể trở về như vậy được. Bây giờ gặp ai nữa, mình sẽ cho họ thấy mình mạnh và đáng sợ như thế nào. Ta là khủng long Allosaurus mạnh nhất đây. Ngươi là ai? Ta là Tyrannosaurus, loài thằn lằn khổng lồ đây. Thằn lằn khổng lồ sao? Nhưng sao cái tai ngắn và chỉ có hai cặp móng vuốt vậy? Dễ thương quá. Sao? Dễ thương hả? Ta sẽ cho người thấy cái đuôi uy lực và hàm răng sắc nhọn này. Đáng sợ quá đi. Ngài khủng long ơi, tôi không có ý đấu với ngài đâu. Khủng long Allosaurus xấu hổ quay trở lại khu rừng với bạn bè của mình. Bạn về rồi. Bạn có thấy khủng long nào không? Có. Bạn ổn chứ? Trông bạn mệt mỏi quá vậy. Mình hả? Đâu có. Mình là Allosaurus tối cao. Mình mạnh mẽ và đáng sợ mà. Vậy mà dẫn mình theo với. Mình nữa. Mình muốn đi ra khỏi khu rừng từ lâu rồi. Không, chưa được đâu. Chúng mình còn nhỏ bé quá. Khi nào lớn hơn một tí thì hãy đi nhé. Đúng vậy, các bạn ấy còn quá nhỏ. Nhưng rồi đây sẽ sớm trở nên mạnh mẽ và đáng sợ thôi. Kẻ săn mồi số 1, Allosaurus. Thợ săn cá, Spinosaurus. Thằn lằn khổng lồ, Tyrannosaurus Rex. Răng cá mập, Carcharodontosaurus. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Pinpon trên YouTube.